Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh và theo dõi trận đấu tiếp theo trong ngày hôm nay tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Trận đấu tiếp theo là nhiệm vụ trong trận đấu này, trọng tài 1 ông Nguyễn Thành Tuấn và trọng tài 2 ông Trần Việt Thắng. Trận đấu giữa Đà Nẵng và Hà Tĩnh. Tiếp tục là một pha chắn bóng tốt từ các cầu thủ Hà Tĩnh. Pha phối hợp chắn đôi giữa Thanh Phương và Quốc Đoàn. Tấn công hàng sau nhưng lần này có tới 3 cầu thủ theo chắn bên phía Hà Tĩnh. Tỷ số là 18. Chắn tốt, 2 điểm liên tiếp dành cho cầu thủ Đà Nẵng. Bóng cắm với tình huống tấn công nhanh từ vị trí số 3. Vẫn là những tình huống phòng thủ tốt ở hàng sau của cầu thủ Hà Tĩnh. Liên tục hai đội sử dụng những pha tấn công hàng sau. Và điểm số thuộc về cầu thủ Hà Tĩnh. Chắn tốt và đó điểm số thứ 24 dành cho Đà Nẵng. Cơ hội để các cầu thủ Đà Nẵng kết thúc hiệp đấu đầu tiên này. Và điểm số quyết định trong hiệp đấu này đã thuộc về Đà Nẵng, 25-22. Cầu thủ Đà Nẵng vừa lên dẫn trước trong trận đấu này. Chắn tốt cho các cầu thủ Hà Tĩnh. 3-2. Tiếp tục là những pha tấn công nhanh, bóng cắm. Vẫn là loạt điểm thuận lợi cho Hà Tĩnh ở hiệp đấu này. Và đã có điểm số thứ 15 và cách biệt vẫn đang là 6 điểm an toàn. Những tình huống chắn bóng vô cùng thuận lợi. 19-10, cách biệt đã lên tới 9 điểm rồi. Bóng vẫn trong cuộc, nỗ lực cứu bóng từ các cầu thủ Đà Nẵng. Và ghi điểm từ Asanafan. Và 25-16 là kết quả của hiệp đấu này. Tỷ số cân bằng 1 đều trong trận đấu giữa Hà Tĩnh và Đà Nẵng. Bước 1 không tốt từ các cầu thủ Hà Tĩnh. Thêm một điểm nữa cho Đà Nẵng. Trái bóng rất chính xác. Chắn tốt.
Các tay chắn của Đà Nẵng đã thành công trong tình huống này. 8-3. Vẫn đủ tầm với. Tình huống phối hợp với đường chuyền hai tốt của các cầu thủ Hà Tĩnh. Những pha phối hợp tấn công nhanh liên tiếp của các cầu thủ Hà Tĩnh. 10-13. May mắn đã thuộc về cầu thủ Đà Nẵng. Các thành viên của Hà Tĩnh đều đã dừng cả lại khi cho rằng họ đã có điểm. Tuy nhiên may mắn đã đứng về phía Đà Nẵng ở tình huống này. Chúng ta cùng xem lại pha bóng mà các tay chắn của Hà Tĩnh đã chơi tốt. Một pha cứu bóng bằng chân của cây chuyền hai Nguyễn Quang Thịnh. Chắn bóng tốt và lần này các tay chắn của Hà Tĩnh đã thiết lập một pha phòng thủ thành công. 22-21. Và 27-25 là điểm số dành cho cầu thủ Đà Nẵng. Một hiệp đấu mà cầu thủ Đà Nẵng đã liên tiếp bị dẫn điểm trong những loạt điểm quan trọng. Nhưng ở thời khắc họ tập trung nhất thì cũng là lúc mà cầu thủ Hà Tĩnh lơi lỏng trong những pha phối hợp. Tỷ số là 2-1 trong trận đấu này. Tầm cao chưa đủ để qua mép lưới. Không phải là vị trí tốt nhất cho pha đập bóng của Đinh Văn Phương. Bóng hướng thẳng vào người của cây chuyền hai Phan Minh Chiến. Pha xử lý thông minh. 16 đều. Điểm số thứ 22 dành cho các cầu thủ Hà Tĩnh. Đây là cơ hội để họ đưa trận đấu bước vào set đấu thứ 5. Đã tạo ra cách biệt 2 điểm. Ở hàng sau. Pha đập bóng hàng sau tốt của Đinh Văn Phượng. 23-21. Điểm số thứ 25 thuộc về các cầu thủ Hà Tĩnh và tỷ số được cân bằng 2 đều trong trận đấu này. Trận đấu thứ 2 liên tiếp các cầu thủ Hà Tĩnh sẽ phải trải qua 5 set đấu. Điểm cho Hà Tĩnh. Pha tấn công biên của Asanafan.
điểm cho Đà Nẵng 7-4. Một pha chắn bóng tốt từ cầu thủ Đà Nẵng khi mà các tay đập của Hà Tĩnh còn đang chơi với. Chắn bóng tốt, một pha chắn bóng có sự góp mặt của đội trưởng Trần Đức Hạnh. 8-9. Tấn công hàng sau rất mạnh mẽ, Đinh Văn Phương. 14-12 và đây là match point, cơ hội để lộ ngược dòng trong trận đấu kéo dài 5 set này. Hà Tĩnh liên tục bị dẫn trước trong những set đấu vừa qua. Họ cân bằng tỷ số và giờ đã có cơ hội để kết thúc trận đấu ở set đấu thứ 5. Cơ hội để kết thúc trận đấu. Một tình huống phối hợp tấn công cho cầu thủ Hà Tĩnh. Asanafan và bóng trong sân. Chiến thắng chung cuộc dành cho cầu thủ Hà Tĩnh trong trận đấu này. Một trận đấu kéo dài 5 set và đây là màn lội ngược dòng thành công của cầu thủ Hà Tĩnh. Họ liên tục bị dẫn trước trong trận đấu. Nhưng cầu thủ Hà Tĩnh đã trở lại đúng lúc. Họ cân bằng tỷ số 2 đều, đồng thời giành điểm quyết định ở set đấu này